Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý lỗi gửi email. Nó sẽ thông báo những cái lỗi đỏ đỏ này. Thì thông thường này nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta sử dụng website mà chúng ta gửi email qua trung gian. Có nghĩa là thay vì chúng ta truy cập trực tiếp vô Gmail gửi, thì chúng ta gửi mail từ một cái trang web ký sinh hoặc là một trang web, một cái ứng dụng phần mềm nào trên máy tính, thì nó sẽ bị cái lỗi như thế này. Thì cái này thì nó cũng không có gì là nghiêm trọng, chỉ là nó cái Gmail nó đòi hỏi là phải bật cái chế độ bảo mật lên, tắt cái chế độ mà truy cập ứng dụng kém an toàn. Để xử lý thì trước tiên thì chúng ta hãy truy cập vô cái đường dẫn Gmail để mình đăng nhập cái Gmail trước. Rồi, chúng ta nhập cái địa chỉ email của mình vô. Mật khẩu. Rồi, sau khi đăng nhập thành công, chúng ta truy cập vô cái đường dẫn này. Copy. Cái đường dẫn này là của Google này. Đó. Nó chỉ là cái về cái bảo mật thôi, nó không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm. Trong này có rất là nhiều phần. Thì chúng ta vô cái phần kế xuống dưới này. Chúng ta sẽ thấy đây, quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn. Đó. Chúng ta click vô bật quyền truy cập. Rồi chúng ta cho phép đi. Đó. Rồi. Xong rồi chúng ta thoát đi. Đó. Để kiểm tra lại cho chắc chắn thì chúng ta nên truy cập vô lại một lần nữa để xem thử là nó đã bật hay chưa. Nhấn vô. Rồi, kéo xuống dưới. Đây đang bật nè. Bật xem đúng không? Rồi. Thì như thế này thì nó sẽ cho gửi mail. Gmail sẽ cho phép những cái ứng dụng trung gian sẽ được gửi mail. Đó, đại khái là như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.